La 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 la. Hey, hôm nay trời đẹp quá ta. Có lẽ hôm nay mình nên đi ra ngoài rừng để mình đi mai một ít đồ mới được. Hey, chỗ này khá là đẹp nè. Ok, để mình đào xuống đây mai ít đồ nha. Ôi, trời ơi, đi mai thôi mà cũng chết nữa. Thôi chán quá, về nhà ngủ, không thèm đi mai nữa. Vào nhà thôi. Ủa, mà có tiếng gì vậy ta? Ủa? Anh Phong ơi, anh hãy cho chị Sammy đi anh. Ôi ôi, ok bạn luôn. Hôm nay có rất là nhiều bạn bình luận bảo mình là hãy cho Sammy đi. Cho nên là hôm nay mình sẽ quyết định cho Sammy cho các bạn xem nha. Ok ok. Ủa Sammy nè, Sammy nè. Mấy bạn hãy xem mình đây. Mấy bạn hãy xem mình chuẩn bị cho Sammy đây. Ok ok. Hello Sam. Hello hello. Sam ơi. Nghe hello. Ok bạn ơi, chuẩn bị xem nha. Chuẩn bị xem nè, xem nè. Cái đồ Sammy xấu xí, Sammy mập như heo, Sammy lùng tịch. Ok và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mini world mới của mình cùng với các thành viên của Hero Team. Ta-da! Yeah! Ok anh em ơi, thì hôm nay nè các bạn đang thấy nè, ở kế bên mình đó chính là chị Camui nè, mèo Simmy với lại anh Siro nè, cộng thêm mình nữa chính là bốn thành viên của Hero Team luôn nha. Ghê chưa, ghê chưa. Quên nữa, đáng lẽ là hôm nay á là mình có mời thêm anh Dịch nè, mời thêm Sammy nè, Kyron đồ vô quay luôn. Nhưng mà mấy bạn biết sao không? Là do là bây giờ á, mấy bạn biết là mấy giờ không? Hiện tại bây giờ Phong đang quay video là 12 giờ đêm mấy bạn ơi. Đó, là do lúc hồi trưa là Phong bận việc cho nên là Phong không quay video được. Cho nên là 12 giờ đêm Phong mới quay video cho các bạn xem. Cho nên á, là giờ này á, là anh Dịch cũng đi ngủ rồi, Kyron cũng đi ngủ, mọi người trong team cũng đi ngủ hết trơn rồi. Còn có mỗi Camui nè, Simmy với là Andro còn thức thôi. Cho nên là mình mới mời được gọi là bốn người này vô quay cùng với mình. À không nhầm, ba người mới đúng chứ. Cho nên mình mới mời được ba người này vào quay cùng với mình đó. Bởi vậy cho nên là mấy bạn thông cảm cho mình nha, hồi tập này chỉ có bốn người thôi nha, chứ không đủ tổng cộng là 8 người của Hero Team, mấy bạn thông cảm cho mình nha. Ok rồi, không nói nhiều nữa, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng chúng ta sẽ bắt đầu vào video hay nào mấy bạn ơi. Let's go. Rồi ok anh em ơi, mấy bạn biết hiện tại là bọn mình đang ở đâu không? Đây mình sẽ cho bạn xem nha. Hiện tại là mình, Camui với lại Simmy và anh Siro đang ở trong một con map của gọi là những anh da đen khiên hòm rất là hot ở trên TikTok các bạn ơi. Đây đây, đây chính là mấy anh da đen nữa bạn ơi. Có bạn nào gọi là chơi TikTok á hoặc là lướt trên Facebook á mà mấy bạn để ý là mấy bạn thấy dạo gần đây á mấy cái anh da đen khiên hòm này rất là hot luôn các bạn biết không? Đó, cực kỳ hot luôn nha. Dạo gần đây mình nói thật các bạn á, mình lướt Facebook, lướt ở chỗ nào cũng toàn thấy mấy anh da đen này không à. Trời ơi là trời, nhất là cái nhạc của mấy ổng á nghe ám ảnh gì đâu luôn trời. Đó, thì hôm nay mấy ổng đã đột nhập vào Mini World các bạn ơi. Trời ơi, hot đến nỗi mà trong Mini World cũng có nữa các bạn ơi, coi nè. Đó, mấy anh da đen nè. Thì hôm nay nè, bọn mình sẽ cùng nhau chơi một con map mini game, đó chính là đại chiến anh da đen khiên hòm. Nghe hấp dẫn các bạn. Trời cái tên nghe nó bựa gì đâu luôn á. Ok, rồi không nói nhiều nữa, bây giờ mình bắt đầu vào trò chơi nha. Ok, let's go đi thế nào. 1 2 3 rồi vào trận thôi. Wow. Ui, mình được chung team với Simmy nè. Hello Simmy. Hello. 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 Okay. Đúng rồi, hai đứa mình là màu xanh nè, được chung team với nhau nè. Đó, chị Camui với anh Siro sẽ là chung team với nhau nha các bạn nha. Ok, và cái trò mini game này chơi như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn biết được cách chơi nha. Rất là đơn giản thôi. Simmy có biết cách chơi chưa? Biết không? Không biết đúng không? Rồi ok, nè tôi chỉ nè. Simmy lại đây. Simmy thấy có mấy cái cục vàng nằm ở đây không? Thấy không? Ờ, thấy. Đó, nhiệm vụ của chúng ta là sẽ lượm những cục vàng này nè, coi tôi lượm nè. Đó, lượm này thấy không? Đó, được một cục nè. Chỉ cần lượm nè. Mình lượm cái thôi là nó sẽ xuất hiện lại, hiểu không? Đó. Thì nhiệm vụ chúng ta là sẽ lượm thật là nhiều vàng luôn. Sau chúng ta sẽ vào đây nè, vào đây nè Sim. Bên đây nè. Vào đây. Chúng ta sẽ vào đây. Sau chúng ta thấy có một anh da đen đứng ở chỗ này không? Đó. Chúng ta lít vào người anh da đen là chúng ta sẽ mua được những cái vũ khí đó. Đầu tiên là sẽ là anh da đen nè, triệu hồi anh da đen nè đó, rồi anh da đen khiên hòm với lại là triệu hồi được nguyên nguyên cái quan tài luôn. Ghê thiệt chứ. Nè thấy không, tôi mua được một anh da đen rồi nè. Bây giờ nhiệm vụ chúng ta là gì Simmy biết không? Chúng ta sẽ lại đây nè. Đó, Simmy thấy ở bên dưới có hai cục vàng to đùng không? À thấy. Đó, chúng ta chỉ cần cầm anh da đen, chúng ta chọi xuống dưới đó.
là anh da đen sẽ xuất hiện ở bên dưới, bạn thấy không? Đó, và sau đó là anh da đen sẽ tấn công team màu xanh. Đó, thấy không? Tấn công đi. Đó. Ok. Và cứ như vậy á, tấn công từ 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 vậy á, thì cái cục vàng bên nào mà chết trước á thì bên đó sẽ thua, hiểu không? À ok. À, rất là đơn giản. Chị Camu với anh Siro có hiểu chưa? Ok, hiểu. Rồi, ok. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu vào trò chơi hay nào nha. Ôi Sim ơi, bây giờ chúng ta phải tích cực lụm vàng thật là nhiều vô, không thôi là chậm hơn bên kia đó. Ok, tôi lụm cho nè. Lụm. Trời ơi, cái gì chứ? Lụm vàng với lụm tiền là Phong cận rất là giỏi luôn bạn ơi. Ai mà đi ra đường mà làm rơi tờ tiền cái là Phong nhào vô Phong lụm liền à. Phong chỉ được mua một bên bà luôn nè Phong, bên bà kia họp luôn nè. Trời, Simmy mua nguyên một đống anh da đen luôn. Ok, chọi ra. Đó, anh da đen đang di chuyển. Đó. Rồi xong chị chuẩn bị rồi, là đánh con nó đi. Chơi. Chuẩn bị là team. Em đang lụm tiền chị, em đang lụm tiền nữa. Đấy, quýnh đi. Đó, quýnh nhau kìa các bạn ơi, bạn coi kìa, quýnh quá trời luôn. Đó, kỳ này là team của Camu với anh Siro là khiên hòm luôn rồi nha. Đó. Quýnh nhau đi. Cái này cũng có nha. À, bên đây cũng có hả? Sim ơi, lụm vàng nhanh lên Sim. Ok, tôi đang cố gắng nào. Okay. Lụm nè, lụm thật là nhiều vàng luôn các bạn ơi. Đó, cái trò này á là quan trọng là chúng ta phải lụm thật là nhiều vàng. Người nào lụm chậm quá là thua chắc luôn á. Ok, lụm nè. Lụm, trời ơi, vàng nhiều lắm, tha hồ mà lụm đi mọi người ơi. Lụm nè. Ôi, anh Siro, anh cũng mua rồi kìa. Trời, mua gì mua nhiều vậy mấy người, mua ít thôi chứ chừa cho bọn tôi mua với chứ. 1 hour later. Trời ơi các bạn ơi, bạn coi kìa, trời ơi, anh Siro ảnh đang gọi là tấn công team mình kìa các bạn coi kìa. Trời ơi, bên team anh Siro nhiều anh da đen quá vậy. Trời ơi, quýnh nhau quá trời luôn. Mình không thể nào chịu thua được, mình phải đặt ra thêm mới được. Ok rồi, đó thấy không? Các bạn coi kìa, mấy anh da đen khiên hòm đang quýnh nhau kìa các bạn ơi. Trời ơi, ghê thiệt chứ. Trời ơi, mình phải vô mình mua thêm mới được. Mình phải mua thật là nhiều anh da đen luôn. Ok, mua nè. Team mình là team màu đỏ đúng không? Thì mình sẽ chọn team màu đỏ nè. Rồi ok, mình mua một lần 4 anh da đen khiên hòm luôn đó. Thật là nhiều luôn nha. Ok, chào ơi. Danh. Bây giờ anh không mua anh da đen mà anh đem về anh gửi tiết kiệm ngân hàng đâu em? Không, vàng này là vàng để mình chơi mini game chứ không phải vàng để đem bán đâu nội. Ok, đặt ra nè, đặt thật là nhiều anh da đen ra luôn. Ôi, coi kìa. Quá trời luôn. Quýnh nhau đi. Ok, Sim, lụm thêm vàng nhanh lên. Ok, tôi đang cố gắng chịu khổ anh da đen khiêng hòm. Trời ơi, chết rồi mọi người ơi, team mình mới được có 8 điểm thôi. Team Andro với lại team Camui được 10 điểm luôn rồi. Không được, phải lụm nhiều hơn thôi. Trời ơi, lụm nhiều vàng hơn Sim ơi, cố lên. Ok. Trời ơi, team Camui, team Siro giỏi vậy. Ok, lụm nè, lụm nhiều vàng vô. Mua thêm nhiều anh da đen nữa. Trời ơi, team kia được 14 điểm luôn rồi. Trời ơi, gì dữ vậy? Trời ơi, cái gì thắng ghê vậy trời. Ok, mua thêm nè. Trời Sim ơi, mình mới được có 8 điểm thôi Sim, cố lên Sim ơi. Ok, Phong ơi, thua chắc rồi Phong ơi. Thua làm sao mà được, trời ơi, bọn em là tứ hoàng của Hero Team mà. Làm sao mà thua cái cặp đôi siêu quậy của hai người không được. Không thể thua được, Phong ơi. Dạ anh. Anh mua được 3 cái quan tài nè, thiếu 1 cái là đủ cho 4 người mình luôn á. Trời đất ơi. Cái tào lao vậy, anh tính bỏ em vô quan tài luôn hả, tào lao. Ok, bọn nó đẹp quýnh nhau các bạn ơi. Trời ơi, team Siro với team Camui được đến tận 16 điểm luôn rồi. Chết rồi, thua rồi, toan rồi, Sim ơi, toan rồi. Không sao, có công mài sắt, có ngày đen kim. Ok, mấy bạn ơi, bây giờ mình sẽ chơi một cái trò này nha. Đó chính là mình sẽ lụm thật là nhiều vàng luôn. Đó, lụm nhiều ơi là nhiều luôn, sau đó mình mua một lần thật là nhiều luôn nha anh em. Đó, ok, lụm nè. 2000 years later. Ôi trời ơi bạn ơi, bạn coi kìa, anh Siro ổng mua một lần cả nùi anh da đen luôn. Trời ơi, quá trời luôn. Cái gì mà nhiều vậy? Ai mà sợ? Sim có bao nhiêu vàng? Đưa hết cho tôi, nhanh lên. Bây giờ mình sẽ vào đây nè, sau đó mình mua thêm gọi là anh da đen bạn ơi, mua thật là nhiều luôn nha. Bấm cái nè, rồi mua được đến tận 17 anh da đen luôn. Ok. Bọn tôi cũng sẽ không chịu thua đâu, hãy xem đây, bọn tôi sẽ đặt nhiều hơn. Ok. Trời ơi, quá trời luôn bạn ơi. Quá trời luôn. Anh da đen xuất hiện. Rồi. Đó. Anh da đen. Quýnh nhau đi. Trời ơi, bạn coi kìa. Trời ơi, một cái cuộc đại hỗn chiến các bạn ơi. Quýnh nhau quá trời luôn. Ui, Sim ơi. Bọn mình được. Sim ơi, bọn mình được đến tận 50 điểm luôn rồi kìa. Wow. Vậy là bọn mình chiến thắng rồi. Sai cái gì mà sai, team Rô thua rồi. Ơi lụm thêm vàng xíu, lụm thêm. Ok. Bọn tôi thắng chắc rồi. Trời ơi mấy bạn ơi. Mình với lại Simmy thắng chắc rồi bạn ơi. Yeah. Ok, lụm thêm sao mới được. Sao lên được tận 6 mấy điểm vậy Rô? Em sẽ mua thêm nếm đặc cái dòng. Mua thêm okay, nè. Ok. Mọi người cũng cố gắng đi, không thôi là mọi người thua em đó. Trời ơi. Chị Camu với anh Siro là lớn hơn em với Simmy mà chơi game thua bọn em là quê lắm á nha. Okay. Quê lắm nha. Quê lắm nha. Lụm nè, lụm thật là nhiều vàng luôn. Rồi làm gì rồi, nhanh lên rồi.
Làm sao mà thắng được bọn em? Mọi người hãy nhìn đi, mọi người chỉ mới được có 23 điểm thôi, bọn em được đến tận 83 điểm luôn rồi nè. Cho nên là mua với đồ không thắng được đâu. Trời, cái gì? Cái gì ấy? Ông Rô ông lại chọi ra thêm nhiều hơn nữa các bạn ơi. Trời Sim ơi, bọn mình cũng phải tăng cường thôi. Làm tốt lắm. Tôi cũng mua thêm luôn. Bây giờ tôi sẽ mua mấy anh da đen lẻ lẻ nè. Đó, mua 35 anh luôn. Đó, ok. Em sẽ cho team của chị Camu với anh Siro khiên hòm thật sự luôn nè. Đó, coi nè. Chọi ra. Của mình không ăn chị. Chọi ra. Ồ, trời các bạn ơi. Quá trời anh da đen bên dưới đang quýnh nhau luôn các bạn ơi. Hình như là anh cái anh bên này đang giật mối khiên hòm của anh bên kia hay sao á, không hai bên quýnh nhau quá trời. Nè, không cho này, cho vàng này đấy. Đâu, đưa đây. Đây tôi, đưa tôi. Ok. À, bọn mình gần được 100 điểm rồi Sim ơi. Yeah, 100 điểm rồi. Không ơi, cho em lắc rồi. Điểm của chị không tăng. Điểm bên này không tăng. Điểm của chị không tăng là bởi vì team của chị yếu quá, hiểu không? Trời ơi, team em mạnh hơn, hiểu không? Ok. Trời ơi, mình hơn chị Camui đã tin 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 tặng. Tụi mình thắng rồi. Đúng rồi, tụi mình thắng chắc rồi chứ còn gì nữa. Coi kìa, trời ơi, quýnh nhau kìa. Mình để ý nha, là cái team có cái chữ màu đỏ của bọn mình nhiều hơn team màu xanh nhiều các bạn ơi. Đó, trời ơi, quýnh nhau quá trời luôn các bạn ơi. Ghê thiệt chứ. Dành giật để khiên hòm các bạn ơi, dành giật để đúng rồi, dành giật để khiên hòm các bạn ơi. Trời ơi, quýnh nhau kìa. Trời. Thôi, thôi Sim ơi, tôi nghĩ rằng giờ túi Sim không cần làm gì nữa đâu. Bọn mình tự thắng rồi, bọn mình hơn đến tận 100 điểm rồi. Trời ơi, quýnh nhau đi. Trời bạn ơi. Hay, coi như là hôm nay mình với Simmy đã thắng được anh Siro với lại chị Camui luôn rồi đó. Ok, nhưng mà khoan, chúng ta không thể nào mà ngủ quên trên chiến thắng. Chúng ta phải lượm thêm vàng mới được. Lượm thêm. Lượm đi Sim ơi. Chúng ta phải gọi là đặt nhiều hơn. Đúng rồi, tại bây giờ là còn đến tận 9 phút lận. Lỡ đâu chị Camui với anh Siro lượm được nhiều hơn bọn mình sao, đúng không? Cho nên mình phải lượm thêm. Không được chủ quan. Ok, lượm thêm. Mình bắt đầu lật kèo kìa chị ơi. Lật kèo. Lên 41 hay quá. Gì? Lên 41 điểm luôn rồi hả? Trời ơi, không được. Bên team chị Camui bắt đầu mạnh hơn rồi bạn ơi. Mình phải mua thêm mới được. Ok, mua thêm nè, mua thật là nhiều luôn. 18 nữa. Ok, 18 người nữa. Ok. Tính lật kèo á, không được đâu mấy anh chị ơi. Hãy xem ở đây. Đặt cả thêm nè. Đó, đặt cả thêm. Ok. Rồi, Simmy cũng mua thêm đi. Ok. Ôi! Trời ơi, win luôn rồi bạn ơi. Wow, ok. Yeah, trời ơi. Chưa xong mà. Trời ơi, bạn ơi, bạn coi nè. Bây giờ là mấy anh da đen đã đến đây để khiên hòm cho chị Camui với anh Rô luôn rồi. Trời ơi, chị Camui, bây giờ chị Camui đã... Bây giờ chị Camui đã thua em với lại Simmy rồi. Chị Camui có gì muốn nói không? Phong với Simmy chơi ra lận. Đút tiền bà cho anh da đen đúng không? Tào lao, bọn em chơi đàng hoàng mà. Chứ chơi gian lận hồi nào, tào lao. Thôi còn ông Rô, thôi khỏi đi, ông Rô cho ông nằm đó luôn đi. Ông Rô cũng nhây lắm, mệt lắm. Ok rồi. Em sẽ tặng ra một liên khúc. Ok, bây giờ em sẽ tặng cho Rô một liên khúc nha. Tèo, 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 tèo. Ok bạn ơi. Thì hôm nay nè, mình đã cùng với Simmy đánh bại được cặp đôi siêu quậy Siro với lại là chị Camui các bạn ơi đó. Ok, và mình nghĩ rằng là bây giờ bọn mình sẽ kết thúc video tại đây. Bởi vì là video này cũng đã dài rồi. Thì ok, thì trước khi kết thúc video này, các bạn đừng quên là hãy để lại cho mình một like nè, một share nè, và nhớ nút subscribe đăng ký hội kênh YouTube của mình. Cũng đừng quên là qua bên kênh YouTube của các thành viên của Hero Team đăng ký hội cho mọi người nha anh em. Còn bây giờ thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Bye bye. Hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Tạm biệt. Yêu anh em. Bye bye.